Xét xử vụ Tịnh Thất Bồng Lai, bị cáo Lê Tùng Vân nói về các clip vật chứng. Bị cáo Lê Tùng Vân thừa nhận mình là người đã đặt tên Tịnh Thất Bồng Lai cho hộ bà Cao Thị Cúc và tự đặt pháp danh cho mình là Thích Tâm Đức. Sáng ngày 20 tháng 7, tiếp tục phiên xử Lê Tùng Vân và các bị cáo liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai, chủ tọa phiên tòa yêu cầu trình chiếu clip vi phạm của các bị cáo. Các luật sư bào chữa đề nghị chủ tọa phải đưa ra các chứng cứ, biên bản về việc niêm phong và mở vật chứng trước khi đưa clip ra trình chiếu. Các bị cáo còn yêu cầu phải có chứng cứ niêm phong, có biên bản mở vật chứng trước khi đưa các clip ra trình chiếu vì cho rằng các vật chứng này có dấu hiệu làm giả mạo, không đúng sự thật. Chủ tọa hỏi ý kiến của viện kiểm soát, đại diện viện kiểm soát cho rằng tại quyết định đưa vụ án ra xét xử đã có nội dung đưa các vật chứng ra xét xử. Sau khi xem clip, Trùng Dương tiếp tục khẳng định không biết sự tồn tại của 5 clip mà cáo trạng đưa ra. Khi được chủ tọa xét hỏi, bị cáo Lê Tùng Vân thừa nhận mình là người đã đặt tên Tịnh Thất Bồng Lai cho hộ bà Cao Thị Cúc và tự đặt pháp danh cho mình là Thích Tâm Đức. Bị cáo Vân cho rằng ông không theo đạo Phật. Khi được hỏi về nội dung của các clip và có phải bị cáo Vân đã duyệt hay không, bị cáo Vân trả lời không biết, không duyệt, đệ tử tôi có 30, 40 tuổi cả rồi và có trí khôn, thậm chí hơn tôi nữa, làm sao tôi can thiệp được, bị cáo Vân nói. Bị cáo Vân còn khoe rằng mình có 2 bằng cử nhân nên không làm gì trái pháp luật, khẳng định lại những clip trong cáo trạng bị cắt ghép. Phiên tòa tạm dừng lúc 12 giờ trưa và sẽ tiếp tục diễn ra lúc 14 giờ chiều cùng ngày.